Nó bành căng quá ha, giờ mới chiến thắng thôi. Yeah. Mình mới thắng chứ bảo. Chờ tới 2 giờ đi về đó, nha. Hello nè, đây Kiều Oanh nè quý vị. Không biết Kiều Oanh ủng hộ đội nào ha. Uzbekistan là bị đuổi về luôn. Ủa nãy giờ ở đâu à? Ở trong rồi. Đi với ai? Đi với ai? Luồn đi vô thử coi. Nhỏ nhỏ mà. Nữ có lợi thế, luồn vô ta cho à. Thank you.
giải đấu này. Rất là vui luôn ha, người ta cổ vũ ngoài đây đó vậy. Ok.